Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt. Truyện ngắn được mang tên Những cái chết kỳ lạ. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Những địa danh trong truyện đều là hư cấu. Sau cái chết của cô gái trẻ bị té xe đạp mà không có thân nhân nhận xác, thì đường lộ từ Thạnh Trị đến Bình Đông xảy ra nhiều cái chết kỳ bí lạ lùng. Người dân cho rằng do hồn ma của cô gái không siêu thoát nên bắt họ theo. Khi cô gái đó được phát hiện vào sáng hôm sau thì thi thể đã lạnh ngắt cứng đờ rồi. Trong mình không có giấy tờ tùy thân nên không biết cô là người ở đâu. Khám nghiệm ban đầu cho biết cô đơn giản là bị ngã xe, đầu đập xuống lộ, do không cứu kịp thời nên máu bầm trong não tích tụ thành cục mà mất. Cô được đưa vào nhà xác của bệnh viện tỉnh. Hình ảnh được đăng trên báo đài để tìm người nhà. Nhưng cũng đã lâu rồi mà không có ai tới nhận, nên đành hỏa táng gửi tro cốt vào chùa. Vậy rồi con lộ đó, ngay chỗ người ta tìm thấy xác cô, lại liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông. Thường là mất mạng, nếu có người may mắn sống sót thì thần trí cũng bất minh. Đôi mắt luôn mở trừng sợ hãi, tay chỉ về phía trước, miệng ú ớ kêu có ma, có ma. Dân địa phương nơi đó ai cũng né đi ngang vào buổi tối, vì họ biết cô gái chết từ khoảng 10 giờ tối cho đến 2 giờ khuya. Nếu buộc phải đi thì lúc nào họ cũng đi từ 2 người trở lên và luôn là đi bộ. Thì cũng chỉ là do miệng đời đồn thổi thôi, chứ người dạng dĩ cũng ít ai tin. Tai nạn giao thông là do bất cẩn, có thể là say rượu, không tự chủ được tay lái, có thể là dậy, có thể là khác, chứ người chết là hết, việc chi phải hại người sống làm gì? Gần đó có một tên đàn ông khoảng 50 tuổi tên Chờ, không vợ không con, ở một mình cạnh nhà má ruột. Anh ta chuyên đi làm mướn để sống qua ngày, ở sát nhà má và anh chị ranh rác kế bên. Nhưng do cái tính nhậu nhẹt say sưa, tối ngày lè nhè nên cũng không ai tới lui. Mỗi khi say rượu, tỉnh lại thì đói bụng, qua nhà má lục cơm nguội thì bị em dâu dằn mâm sáng chén. Chờ chọi hết đồ đạc trong nhà, chửi thề một trận rồi qua nhà người khác. Chỉ có nhỏ em gái út tên là Giọng, chồng chết sớm, nó về xin má miếng đất cất cái nhà, chiên bánh bột nếp trộn lẫn bột gạo, giò cọng dài dài bằng ngón tay cái, đem bán nuôi đứa con gái mới 5 tuổi. Bánh bột của Giọng giòn, ngon ngọt, con nít khoái ăn, tụi nó kêu bằng bánh cặc khỉ. Nghe tên xấu hoắc như vậy, nhưng bán đắt lắm. Đi học ngang, đứa nào cũng mua một bịch vì nó rẻ rề à. Giọng thấy anh mình lớn tuổi mà không có ai lo, má lại không thương, nên chị thường bới cho anh tô cơm, để đồ ăn, bưng qua khi anh đi nhậu về say. Vì vậy mà Chờ thương nhỏ em này hơn hết thảy. Chờ có tất cả 6 đứa em. Anh ta là con trai lớn, cha mất sớm khi út Giọng chưa được thôi nôi. Cha anh đặt tên con nghe mắc cười mà cũng dễ nhớ lắm: Chờ, Sung, Rụng, Mỏi, Mòn, Hy, Giọng. 7 đứa con, Chờ, Rụng, Mỏi và Hy là con trai, Sung, Mòn, Giọng là con gái. Ai nấy đều đã có gia đình. Lúc cha mất, Chờ là con lớn nên việc nhà một tay anh lo. Lúc trai trẻ có yêu cô gái cùng xóm, nhưng má anh là bà Hai Hộp lại ngăn cản. Ghi chú, Hai Hộp là thứ và tên của ông, hết ghi chú. Bà vốn ích kỷ, nhà nghèo con đông, chỉ muốn con mình cưới vợ khá giả để cả nhà nhờ cậy. Nhưng đám con của bà đều dốt nát, học hành không thấy đâu. Bà cũng không chăm sóc cho sự học của con đàng hoàng. Đi học mà chỉ có một quyển tập, môn gì cũng viết chung trên đó. Cô giáo nhắc nhở cũng như không, chẳng bao giờ con bà đóng tiền quỹ gì cho trường, cho lớp. Cô giáo thương nên cho một chục quyển tập, bà chừa lại cho nó một quyển, còn bao nhiêu đem ra tiệm bán hết. Vì vậy 7 đứa con của bà không đứa nào lên được cấp 2. Có chuyện này hết sức kỳ nè. Trong xóm có chị thợ may, chị nhận nhiều học trò. Mỗi người khi rành việc có thể tự mở tiệm may áo dài, áo bà ba, đồ kiểu thì đóng cho chị 2 chỉ vàng.
bà Hai Hộp cũng dắt con gái là Ba Sung tới học, nói dày: cô làm ơn dạy dùm cho con Sung, để sau này nó có cái nghề lấy chồng mà sống. Do quen biết nên chị chủ tiệm không lấy tiền trước, chờ khi thành nghề rồi đóng luôn thể. Mà cái cô Ba Sung này vừa dốt vừa ngu, học cả 2 năm trời chưa tự cắt may được cái áo. Vì vậy mà chị chủ tiệm đặt cách dạy riêng cho Sung, cuối cùng rồi cũng được thành nghề. Nhưng sau khi mở tiệm thì làm thinh cái vụ đóng tiền học phí. Chị chủ tiệm chờ lâu quá nên nhắc, thì bà ta trả lời tỉnh bơ: ủa cô sao vậy? Hồi đó tôi có nói cô dạy dùm cho nó rồi mà. Ai dạy dùm mà đòi tiền cống bao giờ? Trời đất! Chị chủ tiệm may tá quả tam tinh, nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có thể do mẹ ăn mặn nên con khát nước. Cô Ba Sung mở tiệm may, may cái nào thì đền cái nấy, chẳng bao lâu dẹp tiệm luôn. Chuyện bà ngăn cản hai chợ cưới Linh, cô gái chung xóm, khiến chợ buồn và thất chí. Cha mẹ cô kia cũng mừng vì ở gần nên quá rành tính nết bà này, cho con dễ làm dâu bả cũng mệt mỏi. Chẳng bao lâu thì cô cũng có chồng ở xã khác. Từ đó chợ không thèm yêu ai nữa, cũng không nói tới chuyện lấy vợ. Bà Hai Hộp cũng chẳng băn khoăn gì, như vậy càng tốt, để anh toàn tâm toàn ý mà lo cho gia đình. Khi các em thành lập gia thất hết rồi, chợ không thèm ở với má mình nữa. Anh có cái nhà nhỏ kế bên tự mình nuôi thân, cũng chẳng thèm lấy miếng đất nào vì có bao nhiêu đâu. Thời gian đầu anh làm có tiền lắm, sau đó sinh ra đổ đốn, ăn nhậu bừa bãi. Ngoài khi đi làm, còn lại thì như hũ hèm. Thuốc thì trên tay lúc nào cũng cháy đỏ, xong điếu này mồi ngay điếu khác. Người ngợm hôi hám bẩn thỉu, khi tỉnh táo thì bình thường, nhưng khi có rượu vào thì có lung ngồi thừ dưới gốc dừa cả buổi. Có lung thấy ai đi ngang bắt chuyện thì lại quọ quọ, ăn nói phang phang bữa củi, chẳng nể nang chi cả. Thường người ta hay thấy chiều tối, một mình anh ngồi dưới gốc vú sữa trước cửa nhà. Cây vú sữa có từ hồi cha anh còn sống. Chờ ngồi thẫn thờ, ngước mắt nhìn những áng mây bay ngang bầu trời. Một nỗi buồn thê thảm chứa chan trong đôi mắt, khiến ai nhìn thấy qua cũng chạnh lòng. Chờ không thổ lộ, không tâm sự với ai. Có một bận, giọng nhìn anh ngồi bần thần, nên định tới để hỏi han chia sẻ. Bỗng cô thấy má mình xăm xăm từ trong nhà bước ra, bắt gặp chờ, bà chanh chua: giờ này không vô nhà ngủ, ngồi mần gì ở đó? Ngồi một đống sầm sầm, người ta tưởng ma, rồi đồn đãi tùm lum làm sao? Chờ không quay sang nhìn, mà nói trống không: thì cứ coi như là ma đi, là người hay là ma, thì chỗ này giống của nó mà. Mày nói cái gì đó? Của mày là cái nhà rách nát kìa, về bến mà than thở. Mày hy vọng con kia bỏ chồng về với mày chứ gì? Cho mày biết, dù nó bị chồng mắng tả tơi, dù đã bị chồng bỏ thì nó cũng sẽ không trở lại với mày đâu. Mày có khí khô gì mà đeo mày chứ? Chợ quát mắt nhìn bà Hai Hộp. Trong ánh mắt đó hằn lên nỗi tức giận và căm hờn khiến bà nao núng. Bà nói một câu nữa rồi bỏ đi. Cũng may là không có ai chịu mần vợ mày, chứ nếu có là thúi đời rồi. Tao đẻ ra mày nhìn còn mắt gớm, huống chi là người ngoài. Giọng nghe tới đây thì tức quá nhìn không được, mới lên tiếng: má có cần nói với anh con những câu như vậy không? Ảnh lo cho cái nhà này ra sao á, má phải là người hiểu nhất chứ. Bây giờ ảnh lớn tuổi như vậy mà còn phải đi làm cực khổ kiếm miếng ăn. Vì sao mà ảnh trở nên như vậy? Vì ảnh thất chí. Vì sao mà thất chí? Là do má đó. Vậy chưa đủ sao mà má còn chì chiết ảnh mới vui bụng hả má? Bà Hai bực bội nhưng không cãi giả với giọng, chỉ là vì bà sợ con dâu, vợ thằng Hy nó nghe. Trong 7 đứa con, thằng Hy may mắn cưới được vợ giàu. Vợ nó đem tiền về cất nhà cất cửa khang trang, nên bà rất nể trọng con dâu này. Chính vì sự nể trọng quá mức của bà nên vợ Hy muốn làm bà nội của tất cả anh chị em. Vì vậy mà nhà bà càng lúc càng vắng vẻ. Chỉ khi có đám tiệc, con cái mới gom về đông đủ, chứ ngày thường ít ai tới lui, dù nhà mấy cậu con trai đều chùm hum ở đó. Chờ giống như một người sống mà mong chết. Anh ta không hề có mục đích gì cho tương lai của mình, tình cảm thương ghét gì cũng không biểu lộ ra ngoài. Chỉ là khi say thì hay nói trời,
nhưng tuyệt đối không động phạm đến ai. Chính vì vậy, khi nghe dư luận cho rằng những vụ đụng xe chết người gần đây ngoài lộ là do cô gái xấu số kia làm ra, hai chợ lúc nào cũng cười khỉnh khi say. Anh ta bán bổ: Con người tới số chết thì chết thôi, thần tiên cũng không cứu được, ở đó mà ngồi tin chuyện ma quỷ. Ma quỷ nào mà hại được người chứ? Nếu con nhỏ đó ngon á thì hiện lên nhát tôi nè. Lỡ quá hả, tôi bắt về lôi lên giường làm vợ cho thất kinh. Ai nấy kêu trời la nhoi. Ồ, chuyện đó không nói chơi được đâu nghe. Mày coi chừng cái miệng đó, quả từ miệng mà ra, không nghe sao? Trời, tôi sợ nó mới lạ. Ngon á, kêu nó tối nay hiện ra cho tôi dò mặt cái đi. Tôi bắt nó về liền á. Tôi không có vợ nên cũng thèm đàn bà lắm đây. Kệ, nó còn nít, nhưng tôi là hạng trâu già khoái gặm cỏ non, được không? Nói dốc con mấy người liền á. Khuya nay tôi ra ngay trên cái chỗ đó chết, nó mà cả gan dám hiện về một cái đó nghe. Sớm mơi tôi bị mất riêng đàn ông liền á. Lão học máu à. Thấy anh ta say quá không biết đầu đuôi gì nên ai cũng không thèm rài nữa. Chờ về nhà ngủ một giấc, tỉnh lại, Út Dông bưng qua cho anh hai mình tô cơm. Cô âu sầu nhìn anh, chát lưỡi. Bớt nhậu đi anh hai à, coi cái bộ hình của anh kìa. Nhậu riết sơ gan chết luôn á. Mần cực vậy á, chiều về cơm nước xong thì nghỉ ngơi cho khỏe cái thân. Tội tình gì á mà đài xác như vậy chứ. Nếu anh thèm rượu á thì mua về một xị, vừa ăn cơm vừa uống cho có chừng mực. Anh một thân một mình đổ bệnh á thì ai lo. Bớt lảm nhảm đi mày. Tao mà bệnh là tao tự dẫn chết liền, không cần ai chăm sóc hết đó. Giọng giận dỗi. Nhà chỉ có mình tôi thương anh à. Thấy anh vậy á, tôi không có chịu nổi. Nói không nghe, mời môn tôi bỏ anh luôn. Chờ nhìn giọng một hồi rồi ngoắt cô lại. Dỗ dỗ tay xuống giường, kêu cô ngồi xuống kế bên anh. Rồi đứng dậy, dạch trong mé dách lá trong mùng, móc trong túi quần giấu trong đó ra một cái khăn tay. Khăn tay được gói trong mấy lớp giấy báo. Phía trong cũng là giấy báo. Anh lần lượt mở hết giấy ra. Giọng trố mắt ngạc nhiên là một nắm nhẫn vàng 24 carat. Mỗi chiếc một chỉ hoặc hai chỉ, tổng cộng hơn 20 chiếc, hơn 2 lượng vàng. Chưa hết, còn một số tiền toàn giấy 500 ngàn cuộn tròn thành một cục. Chờ ân cần đưa cho giọng. Cả đời anh hai dành dụm được nhiêu đây, giao cho Út mày để làm vốn mua bán. Coi như anh hai góp tiền ăn với Út hàng ngày. Nếu anh có bất đắc kỳ tử mà chết, thì Út dùng số tiền này chôn cất anh. Má không thương anh, các em cũng không ai nghĩ tới anh, chỉ có cô Út. Nếu như anh có mệnh hệ nào, thì Út nói với má là anh buồn má lắm, anh trở nên hư đốn như vậy là tại má hết. Má là mẹ mà thương con không đều. Giọng thất kinh, níu lấy tay chờ, nước mắt ràn rụa. Này anh nói gì tầm bậy tầm bạ vậy anh hai? Tiền của anh trước giờ bí mật, đưa cho em làm chi? Chuyện anh hờn má, em nghĩ má cũng biết rồi. Mà sao anh không nói với má để giải tỏa nỗi lòng, giữ trong bụng chi mà buồn khổ vậy anh hai? Chờ nhìn về hướng xa xăm, như cô giấu nỗi đau không tiện giải bày. Nói có ích gì sao? Anh là con trai lớn, lẽ ra anh phải có quyền trong nhà. Khi cha mất, không có anh, má sẽ làm sao mà nuôi được các em? Vậy mà má chưa từng nghĩ cho anh. Có bao giờ má nói là sẽ tìm vợ cho anh chưa? Không hề. Thôi, anh không nói nữa đâu. Anh hư đốn kệ anh. Anh làm gì kệ anh, không cần má quan tâm nữa. Muộn rồi. Giọng không biết an ủi anh mình ra sao. Cô cứ ôm cánh tay chờ mà khóc mùi mẫn. Sáng hôm sau, người ta phát hiện chờ chết cứng trong buồng ngủ với tư thế rất lạ. Anh quỳ gối, đầu mọp dưới đất như van xin ai tha thứ, xác cứng đờ, đôi mắt trợn trừng sợ hãi. Thân thể co quắp nên phải bóp rượu thật lâu mới giãn được ra mà tiến hành tẩm liệm. Trong đám tang, người khóc nhiều nhất là bà Hai Hột. Giọng không khóc, cô chỉ quan tâm tổ chức ma chay cho anh mình. Nhớ lại những lời anh nói như trăn trối hồi lúc chiều mà sự ghét má của anh cũng tràn qua lòng cô.
Đám tang có Linh, người mà thời trai trẻ chợ đã thề non hẹn biển nhưng không đến với nhau được vì bà Hai Hột ngăn cản. Cô đến đốt nhang cho chợ, đứng ngay lên cửu của anh rất lâu, mắt ráo hoảnh không rơi ra một giọt nước mắt. Bà Hai Hột định đến đuổi xô nhưng giọng đã dội níu tay bà lại. Cô gắt: "Hồi ảnh còn sống, má đã tàn nhẫn chia cách ảnh chỉ. Bây giờ ảnh mất rồi, chỉ tới đốt cây nhang má cũng không cho nữa hay sao? Má muốn ảnh chết mà vẫn còn oán hận má hả?" Hai chợ được chôn cất xong, tiếng đồn chợ bị hồn ma cô gái bắt chết rùng gian cả huyện. Bởi vì lúc trưa anh tuyên bố hùng hồn sẽ lôi cô gái vô giường, tối lại quỳ mọc xuống đất lạy hướng cái giường. Người ta cho rằng anh bị hồn ma trừng trị vì những lời xúc phạm đó. Ai nói gì thì nói, giọng lại nghĩ rằng anh chết như vậy là giải thoát cho mình khỏi những khổ đau dằn vặt bao năm qua mà không nói ra được với ai. Chăng anh đã linh cảm được điều gì đó nên mới đem tiền của tích cóp bao năm giao cho cô. Giọng thương anh mình, càng thương càng thấy bất lực, vì vậy giọng ghét má mình. Sau cái hôm bà khóc như diễn cho người ta coi, rồi thì không hề tới nhà anh đốt cho anh cây nhang nào. Mộ làm xong, khai mộ cho anh, bà cũng không đi. Nhớ lời anh Hai dặn, giọng qua nhà bà để thử lòng má ruột. "Tuần thất anh Hai tính làm sao đây má?" Bà hững hờ: "Thất gì mày ơi, đợi 49 ngày nấu cho nó vài món dọn lên cúng là được. Má làm hay sao?" Bà trợn mắt: "Tao tiền bạc đâu mà làm, anh chị em bay góp lại hùng đứa một món, dù gì cũng là anh Hai bay mà. Ảnh là con trai lớn của má, ảnh vất vả cả đời lo cho má và các em, tới chết cũng không có vợ con. Má còn mà con mất má không đau lòng sao? Nói chuyện anh Hai má dửng dưng như chuyện người ngoài vậy má. Nó già đầu không lo làm ăn để dành phòng hờ khi bệnh hoạn, giờ chết rồi á, ai có trách nhiệm với nó chứ? Tao làm mẹ nhưng tao có mận ra đồng bạc não đâu, ăn gửi nằm nhờ vợ chồng thằng Hy. Nó có nhà cửa riêng thì tụi bay gom lại lo cho nó, tao chứng kiến được rồi." "Vậy má khỏi chứng kiến luôn đi, chuyện này để con lo. Hôm bữa người ta đi cúng điếu nó, tao kêu dư bao nhiêu đưa tao giữ để tao lo. Bay không chịu thì giờ tự lo, chứ đòi hỏi tao là làm sao? Có ai như má không? Hỏi coi tiền phúng điếu có dư không? Má nhắm có dư được không? Hèn chi trước đó một ngày, anh Hai nói với con, trên đời này người ảnh hận nhất là má. Kiếp sau có đầu thai, cũng không muốn là người chung nhà với má. Má ơi, con má mang nặng đẻ đau, núm ruột của má chết đi mà má không chút thương tiếc hay sao má? Nó chết xấu hổ như vậy, tao mắc cỡ không dám gặp ai, ở đó mà thương tiếc nó. Bởi vì sao mà ảnh đổ đốn như vậy, má không thấy mình có lỗi hay sao? Má đừng buộc con nói ra những lời vô phép hỗn hào với má. Anh Hai chịu thiệt thòi nhất trong 7 đứa con, má không nhận ra sao? Nếu má công bằng thì khi anh thương chị Linh, má nên cưới chỉ cho ảnh. Rồi cho dù ảnh có tư riêng, ảnh cũng sẽ không bỏ má, không bỏ tụi con. Má ích kỷ, chỉ muốn ảnh nai lưng ra làm cho má mà không nghĩ đến cuộc sống tình cảm riêng của ảnh. Rồi thì khi ảnh đi làm buồn tình nhậu tối ngày, con ở sát bên, con nghe má tới khuyên răn dạy ảnh không? Má bỏ mặc ảnh, thỉnh thoảng ảnh cho tiền thì má ngửa tay lấy. Má biết ảnh khóc với con bao lần rồi không? Con thấy hết, hiểu hết. Nhưng má là má, con đâu dám vạch tội của má. Chỉ là bây giờ anh Hai không còn mà má cũng chưa một lần nghĩ lại khiến con cảm thấy bất nhẫn sao đâu á. Bà Hai Hột giận run. Bà không ngờ thằng con đã chết mà lại còn gieo vào đầu em nó nỗi oán hận bà. Thái độ của giọng đã nói lên hết điều đó. Bà sai sao? Chờ có cả bầy em, nếu nó lấy Linh về làm vợ thì nhờ cậy được gì khi nhà Linh cũng có cả bầy em lúc nhúc mà cha má nó có khá giả gì cho cam. Tưởng sao có chồng rồi cũng còn tư tưởng tới thằng chờ. Lần nào về ngang nhà nó cũng kiếm chuyện đứng lại chào hỏi. Nó bị chồng đánh dập mặt là tại làm sao chứ? Không phải do ghen với chờ hay sao? Đã vậy chờ không biết thân, chẳng chịu tìm vợ cho mình. Có lần bà kêu anh đi đeo đuổi con nhỏ bên xóm trên. Nó con một, nhà khá giả. Lấy nó về ở rể thì nhẹ nhàng cho bà và đám em nó biết bao. Mà nó có thèm nghe đâu. Lẳng lặng bỏ đi không trả lời trả giống gì ráo. Rồi thì sai vào rượu chè bê bét, hư hỏng con người. Bà ghét không thèm nói tới. Tưởng sao chết cũng không hay ho gì, tư thế chết sao mà kỳ cục không nói được. Nhưng khi nghĩ đến điều đó
bà lại rùng mình rồi bỏ qua, không dám nghĩ tiếp. Cũng 49 ngày cho chờ, mấy đứa con kêu bà ra mã đốt giấy tiền vàng bạc nhà cửa cho anh. Bà nhất định không đi. Chờ oán bà hả? Oán thì cứ oán. Khi sống đã không hiếu thảo với mẹ mình, bà đã nhờ kẻ gì được? Giờ chết rồi, bà cần chi đứa con như vậy chứ? Mặc cho các con khuyên thế nào, bà lẳng lặng xách nón đi ra ngoài đến tối mệt, xong xuôi đâu đó mới về. Nhưng đến sáng hôm sau, các con phát hiện ra bà như chết đứng ngay chân mộ của chợ với tư thế rất kỳ lạ. Hai chân chạm đất, hai tay vươn về phía trước, ánh mắt đứng tròng, dần dần ra được vẻ thất thần kinh hãi của sự cầu khẩn gian sinh. Người ngoài không ai biết gì, nhưng các con bà, nhất là giọng, cô tin rằng anh hai đã về trách hờn và má cô vì quá sợ hãi mà chôn chân dưới đất không nhúc nhích được. Các con bà ra dục má mình về, nhưng bà vẫn không di chuyển. Thân thể vẫn ấm nóng, tim vẫn đập nhanh, nhưng con người thì bất động. Ba đứa con trai khiêng mẹ mình vô nhà với tư thế kỳ lạ đó. Họ ráp nhau ấn bà ngồi xuống. Nhưng lạ quá, thân thể bà vẫn cứng đờ, dù sự sống vẫn còn. Cuối cùng, họ đặt bà lên giường, lấy lá dừa đốt lên, quơ quơ dưới đít vẹt cho nóng. Lấy dầu xoa bóp, để tay chân bà trở lại trạng thái bình thường. Khi nghe bà thở khì một tiếng thật mạnh rồi bưng mặt khóc, họ mới an tâm. Cái xóm nghe chuyện bà hay hộp cũng chẳng có ai tới thăm hỏi. Họ nghĩ là do bà ăn ở quá bất nhân với chợ nên bị anh về trách móc. Có chăng là những lời đồn ngày càng nhiều, càng phi lý về cái chết lạ kỳ của chợ và kiểu trừng phạt mẹ của anh. Chuyện mới vừa lắng dịu thì ngoài lộ, ngay chỗ cô gái tử nạn, lại xảy ra va chạm xe đạp, chết cùng lúc hai người mới lạ. Người ta bắt đầu nói xấu và lên án cô ma đó. Họ cho là đã chết rồi mà tâm quá ác, bắt người theo cả nùi. Không biết tích đức thì làm sao mà đầu thai cho được. Họ ao ước sao cho có người nhà tới rước vong về, để khỏi cù bơ cù bớt mà hại người. Nam Chiến vốn dĩ không tin chuyện ma quỷ, anh nói chết là hết, chỉ người sống giả thần giả quỷ để làm chuyện thất nhân sát đức thôi. Làm gì có chuyện ma bắt chết người chứ? Nếu như có linh thiêng thiệt thì nên hiện ra cứu đời. Bản thân mình chết vì tai nạn thì phải biết độ cho người đi đường, tránh xảy ra trường hợp đau lòng như mình. Còn nếu như linh nữa thì về phù hộ người nhà. Bản thân không tự lo cho mình được mà còn đi hại người ta là sao? Nếu đó là sự thật thì con ma này cần phải kiếm pháp sư nhốt đầu lại mới được. Nghe anh nói vậy, ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi. Họ nhắc lại chuyện hai chợ cũng bán bổ nên mới chết thấy ghê. Nam Chiến cười khì. Thằng chờ chết vì ăn nhậu quá mạng, thần trí bất minh. Nó tự úp xuống đất, chứ ma nào mà nhát nó. Còn người mạnh sơn sởn như tôi mà, dương suy âm mấy thịnh, ngon á nhào được vô tôi kêu bằng má. Chị Nam Chiến nhảy dựng dựng, chắp tay xá dài. Giải dạng cô gái chết oan ơi, cô đừng để ý những lời sàm quấy của ba sắp nhỏ nghen. Cô đừng trừng phạt ảnh. Ảnh mà không còn á, mẹ con chị khổ lắm nghen cô. Anh nữa, anh bớt cái miệng giùm tôi với. Đâu phải tự nhiên mà cổ nhát ai. Hai chợ không xúc phạm cổ, coi cổ có trị nó không. Chuyện này mắc mớ gì anh mà anh lại nhiều chuyện vậy chứ. Mọi chuyện bỏ qua. Hai hôm sau, Nam Chiến có chuyện phải đi bộ ngang chỗ đó lúc trời tối. Dù nói cứng dậy, nhưng trong bụng anh cũng phập phồng, chân tự nhiên bước nhanh hơn bình thường. Qua đoạn đó một đổi, anh thở phào nhẹ nhõm. Bỗng anh lên tính nãy giờ có người đi theo phía sau mình, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt lộ. Nam Chiến thốn thấy ốc mà không dám quay lại, canh coi nhà nào có đèn thì nhào vô tránh. Nhưng lạ ghê, trời chưa tối hẳn mà nhà ai cũng cửa đóng then cài. Sắp quẹo vô cái cua về nhà thì anh bỗng nghe một luồng khí lạnh lạ kỳ sớt nghe người. Nam Chiến muốn đứng tim khi thấy cô gái hôm nọ đứng lêu nghêu chặn trước mặt mình. Không phải người, chỉ là một cái bóng không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng bộ đồ cô ấy bận lúc gặp nạn, Nam Chiến vẫn còn nhớ như in. Lưỡi quíu lại, mắt trợn trừng,
Anh ngó cái bóng trước mặt mình, bao nhiêu dũng khí của người đàn ông bỗng chốc bay sạch, chiến sợ muốn đái trong quần. Nhưng cố gắng bình tĩnh mà vẫn không bình tĩnh được. Anh không biết phải mở lời làm sao. Năn nỉ tạ tội à? Cặp môi không nhếch lên được, sao mà nói? Hay là hùng hổ như trước đây? Trời mẹ ơi, bộ muốn chết khó coi như hai chờ sao chứ? Chiến than thầm trong lòng. Chết mẹ rồi, thần khẩu hại sát phạm. Nhưng đã lỡ rồi, để coi cô ta trị mình ra sao trước đã. Nhưng con ma không làm gì anh. Trong đêm tối, anh cũng không thấy rõ mặt cô, chỉ thấy cái bóng chập chờn dần qua dần lại chặn lối đi của anh. Rồi bỗng chỉ nghe một âm thanh não nụ nhưng rất khẽ khàng, tiếng nói như vọng về từ một nơi nào xa lắm. Sao anh xúc phạm tôi? Tôi có làm gì anh đâu chứ. Tôi chết thành hồn ma vô chủ, bản thân cũng không thể về nhà. Ba mẹ quê mùa nên đâu biết báo đài gì mà theo dõi. Với lại nhà tôi nghèo đến mức, nếu như biết tôi ở nhà xác cũng không có tiền đưa về. Sao anh không tìm hiểu mà nặng lời với tôi vậy? Anh chờ chết tôi không có liên quan. Đúng, ảnh đã nói bậy về tôi, nhưng tôi hơi đau mà làm hại ảnh. Tại sao chính quyền không hiểu vì sao ảnh chết lại vội vã đem chôn rồi đổ tội cho tôi? Tôi là ma vất vưởng như vậy, nghĩ cũng đủ khổ sầu rồi. Xin đừng ai đem chuyện này ra để cười chê nhạo báng tôi nữa. Mấy lời muốn nói với anh thôi, nhưng anh nên nhớ, cái gì quá sức giới hạn cho phép thì cũng đều không được cả. Dứt lời, bóng trắng biến mất. Chiến đứng ngẩn ra một hồi, cảm thấy xấu hổ và rây rứt trong lòng. Tối hôm sau, anh cùng với vợ ra ngay trân chỗ cô gái chết, thắp mấy nén nhang, anh khấn. Cô tên gì ấy, tôi thật sự không biết gì về cô cả. Tôi thật lòng xin lỗi cô vì những câu nói vô ý vô tứ của mình. Xin cô hãy niệm tình mà bỏ qua đừng để bụng. Nếu cô linh thiêng, xin cho tôi biết gia đình của cô ở đâu. Tôi sẽ tới nói với cha má cô để đến chùa rước tro cốt cô về thờ phượng. Sau đó cô hãy yên tâm hóa kiếp. Từ nay tôi hứa sẽ bảo vệ uy tín cho cô. Ai xúc phạm tới cô thì sẽ không yên với tôi đâu. Đã chuẩn bị tâm thế rồi mà khi cô gái xuất hiện, ngồi bẹp ngay nắm nhang, Chiến còn thấy kinh hoàng. Chị Năm nghe lời chồng nên đi theo, chứ chị không hề biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Cô gái cúi đầu cảm kích. Cảm ơn anh Năm. Em tên Hạnh, nhà ở gần xẻo quýt tuốt ngoài Sa Đéc. Do ngu dại nên nghe lời tên kia dụ dỗ mà theo nó về đây. Tưởng hai đứa cùng đi làm rồi dành dụm tiền để cưới, chừng đó em sẽ về chịu tội với ba mẹ. Ngờ đâu sau khi sống chung 2 năm, tích lũy được một số, hắn ta chôn rồi cuốn gói đi mất. Em đi tìm cũng trần ai lai khổ mới ra, là do hắn nói địa chỉ sai với em. Nhưng nhờ có chứng minh nhân dân đăng ký khi mướn phòng, chị chủ nhà đã trình với địa phương ở đó, nên em tìm được nguyên quán của hắn. Tới nơi thì biết hắn chuẩn bị có vợ bằng số tiền dành dụm 2 năm của em. Em ức quá làm rùng lên, đòi đem chuyện lên ủy ban nếu hắn không trả tiền lại cho em. Hắn hứa và hẹn em tối hôm đó gặp để đưa. Em chỉ còn chiếc xe đạp, đi đâu cũng mang theo. Ngỡ đâu em chưa tới điểm hẹn thì bị một chiếc xe tông. Sau đó em thành ma, lại nhẽ thì nghe nói hắn đã dắt con kia đi mất rồi. Em chưa về nhà mình được đâu anh. Em phải truy cho ra cái thằng khốn nạn đó. Em biết chắc nguyên nhân cái chết của em là do nó chứ không ai vô cả. Nam Chiến dùng mình. Thằng đó tên gì? Nhà ở đâu? Tôi đi tìm nó cho cô. Thôi, anh đừng dính vô làm gì. Anh còn vợ con nữa. Dính vô phải lôi kéo ra chính quyền, phiền phức lắm. Hãy cứ để em. Nhưng cô là ma, cô làm sao trả thù được? Không khéo bị nhà họ mướn pháp sư về ém đối, khiến cô giảng kiếp bất phục, không đi đầu thai luôn được thì nguy nữa. Nếu như anh có lòng thì anh hãy truy giùm em. Hiện giờ hắn ta đang ở đâu là được rồi. Chiến sang sái. Vậy cô cho tôi biết chỗ cư ngụ của cha má nó đi. Tôi nhất định sẽ tìm ra. Hạnh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Em quên tên địa phương hắn ở,
Nhưng từ chỗ này quay ngược khoảng nửa cây số, bắt xe buýt đi đến chỗ cuối cùng. Ngay bến xe có con lộ nhỏ, đầu lộ là ủy ban xã gì đó em cũng không nhớ. Anh đi theo con lộ nhỏ đó, qua hai cây cầu xi măng chỉ có Honda mới qua được thì sẽ tới nhà hắn. Hắn tên Lịch, con ông bà Dần. Chiến vỗ tay đánh bốt một cái. Cô nói là tôi biết chỗ đó thuộc xã gì rồi. Xã Thạnh Thới cũng thuộc huyện Thạnh Trị thôi. Được rồi, cũng may là tôi có thằng em ruột làm công an ngoài huyện. Để tôi nói nó tìm hiểu về gia đình thằng này cho cô. Hạnh mừng rỡ gật đầu. Vì khi phát hiện ra cái xác em, chung quanh hiện trường không có dấu vết gì chứng tỏ em bị xe tông. Cho nên em phải gặp hắn, vạch mặt hắn. Nếu hắn chủ mưu thì buộc hắn phải tự thú. Cô trừng trị hắn rồi em mới yên tâm mà siêu thoát anh à. Chiến gật đầu. Anh vô tình ngồi bẹp xuống đối diện với Hạnh lúc nào không hay. Chị Năm ngó chồng trân trân. Đương nhiên là chị chỉ nghe anh nói đủ thứ, chứ có nghe được Hạnh nói gì đâu. Nhưng chị biết cô gái này rất linh, đang nói chuyện gì đó với chồng mình. Chị Năm cũng chỉ lắng nghe và đoán chuyện, chứ không xen vào hỏi câu gì. Anh Chiến lúc này có vẻ thân thiết với cô ma đó lắm. Chị nghe anh hỏi. Cô nói cô không làm hại thằng chờ. Cô còn nói sao không khám nghiệm nó trước mà vội đem chôn là sao vậy cô Hạnh? Hạnh rùng mình. Do ảnh hết nợ dương gian rồi nên em cứu không được. Nhưng em chỉ có thể nói với ảnh là không phải vô cớ mà ảnh chết. Con người sắp đạt hết hà. Anh đừng lo, em sẽ trả thù cho ảnh. Họ cố tình làm vậy để gieo tiếng oán cho em. Họ đinh ninh là do ảnh khiếm nhã với em nên em mới bắt ảnh chết khó coi như vậy. Mà em cũng tiết lộ cho anh nghe chuyện này. Anh đừng nói với ai cả, kể cả chị Nam nghe. Là anh chờ chưa siêu thoát đâu. Ảnh vẫn còn ở lại để trị kẻ đã hại ảnh. Nhưng ảnh không đủ sức, phải nhờ tới em. Má ảnh thay vì vạch mặt hung thủ lại bao che cho tội phạm. Không những vậy, bà ta còn a tòng để người ta sát hại con mình. Nên ảnh bắt má mình câm họng cho đến khi trả được thù. Lúc rồi anh thấy bà sao rồi? Bà khóc suốt ngày. Tự khóc rồi tự đánh mình. Ầm ầm ý ý vậy á. Vợ chồng thằng Hy mệt mỏi với bà luôn. Vợ thằng Hy là đứa chảnh chọe, ý mình con nhà giàu. Trước nay cô mẹ chồng ra dĩ đâu. Cho nên kiểu bà như vậy á, khiến nó bực bội vì phải hầu hạ. Nó cũng dằn mâm sáng chén lắm. Mà nó sợ con giọng. Con giọng từ hồi thằng chờ chết tới nay, nó rất khó chịu với vợ chồng thằng Hy. Trước giờ nó làm em chưa hề dám giật mặt. Mà bây giờ nó cũng không chăm sóc má nó. Nhưng hễ vợ chồng thằng Hy bỏ phế là nó kéo mấy chị em lại kiếm chuyện. Cái gia đình đó từ hồi thằng chờ chết tới giờ không còn tôn ti trật tự gì hết. Dạ, em sẽ giúp anh hai chờ kết thúc sớm vụ này để ảnh siêu thoát. Mà anh Năm à, em coi mọi á, anh hai còn thương cái chị Linh gì đó dữ lắm nghen. Ảnh nói với em á là chị không có hạnh phúc. Lấy chồng mới có 1-2 năm đã bị chồng ghẻ lạnh. Nhưng cha má chị biết chuyện mà không cho chị ly dị. Chị sống như cái xác trong nhà chồng. Rồi có lần á, chị nói với hai chờ hẹn nhau trốn đi nơi khác. Sao mà tới tai má anh hai không biết. Bà này á, lúc nào cũng muốn anh cưới cô Phượng ở đâu đó. Nên cái đêm mà anh chị hẹn nhau bỏ đi, bà kéo chồng chị Linh lại bắt quả tang, lôi đầu chị về đánh một trận giả mang. Chính vì vậy á, mà anh hai buồn má mình lắm. Từ đó sinh ra nhậu nhẹt bất cần đời. Má ảnh lẽ ra tội nghiệp cho con. Không có, đằng này á, bà lại cảm thấy hả hê vì chị Linh bị tổn thương. Bây giờ chị Linh đã ly dị chồng rồi. Chị không có con. Anh hai muốn rước chị về sống chung, mặc kệ má ảnh phản ứng. Nhưng bà lợi nhà làm nhục người ta. Anh hai đã từng khóc với bà nhiều lần. Nhưng sau đó anh bỏ ý định, vì biết mình mắc bệnh nan y, sợ liên lụy nửa đời sau của chị Linh. Trời ơi, em nghe mà tức muốn sôi đồm. Vậy mà ảnh vẫn chịu đựng được. Ghét quá ghét à. Hôm đó em dắt bà ra mộ anh hai, hiện lên rồi kể tội bả. Tất nhiên em nói là em bắt làm anh hai nên mới hiểu ra con người của bả. Bả sợ thành ra như vậy đó anh. Chiến chặt lưỡi, mặt lộ nét buồn. Chuyện bà hai ngăn cấm thằng chờ với con Linh ai cũng biết. Nhưng cái vụ hai đứa tính bỏ đi thì vẫn còn bí mật. Thì thôi, chuyện này mình cũng đều nên giấu cho cô Linh. Nói ra chẳng lợi ích gì. Nghĩ tội nghiệp thằng chờ thiệt ta ơi. Bây giờ bả như khùng vậy đó. Ngủ thì thôi,
tỉnh dậy là ôm mặt khóc, kể lể tùm lum. Nhưng hại chết thằng chờ thì bà không làm đâu. Dù sao nó cũng là con ruột của bà mà. Anh Năm chỉ đúng một phần. Hại chết anh chờ là người khác, nhưng bà cũng không vô can. Ai thì hai bữa nữa anh sẽ biết thôi. Bây giờ anh về đi. Nhớ giúp giùm em cái vụ đó. Vụ này em cũng có nhờ anh hai chờ rồi, nhưng ảnh đã không còn giúp em được nữa. Còn em thì tối nay phải lo vụ của anh chờ cái đã. Được rồi. Nhưng làm gì cũng đừng quá đáng ngang hạnh. Anh yên tâm, ma thì không thể làm chết ai được đâu. Trên đường về, Nam Chiến kể cho vợ nghe tất cả những gì anh và Hạnh nói. Dặn chị không được bếp xếp với bất kỳ ai mà làm hỏng kế hoạch của Hạnh. Chị Nam nghe xong sợ quán đít, có đâu mà dám bô lô ba la. Thật lòng là chị cũng không tin trên đời có ma. Nhưng sau cái chết của chờ và bệnh tình của bà Hai Hộp, chị thấy quẩn lắm rồi. Tối hôm đó, có một chuyện xảy ra ở nhà chờ. Tất cả những đồ đạc có giá trị của chờ, bà Hai Hộp đều đem về nhà sau khi anh mất. Nhà trống trơ chỉ còn cái bàn thờ mà nhà tang lễ khi nhận lau mai táng cho anh đã để lại. Trên đó có cái chân trò để dĩa trái cây, hai cái chân đèn, một lư hương và tấm di ảnh. Nhang khói cho anh thì sáng chiều giọng đều tới thấp. Bình thường nhà chỉ khép cửa chứ không khóa. Vậy còn có dĩ đâu trong đó mà khóa làm gì chứ? Hôm đó giọng đi công chuyện về tối lắm, nhớ chưa đốt nhang cho anh hai nên cô lật đật qua mở đèn lên. Nói tới điện thì lại giận bà Hai Hộp thêm. Lúc trước chờ câu điện từ nhà chính qua, anh gắn cái đồng hồ nhỏ, mỗi tháng đều trả tiền điện cho Lại, vợ của Hy. Tháng nào Lại cũng cằn nhằn anh không biết tiết kiệm điện, đi làm không tắt đèn để hao điện, còn du cho anh cái đồng hồ không chạy để ăn gian. Bà Hai không những chẳng khó chịu vì dâu cây cứu con trai mình mà còn hù theo nữa. Cho nên khi anh vừa mất là bà cắt ngay điện của anh, không chừa bóng đèn nào. Giọng ghét nên câu từ bên cô qua hai bóng, một bóng xấu tớt giữa nhà và một bóng đèn nhỏ xíu trên bàn thờ. Bước vô nhà thắp nhang xong, giọng lặng người khi thấy chờ đứng dựa lưng vào vách nhìn cô bằng ánh mắt ảo não hết sức buồn. Tự nhiên giọng không thấy sợ, dù biên anh mình là ma. Cô cất tiếng hỏi khẽ, sợ bên nhà má mình nghe được. Anh hai chưa siêu thoát sao? Chờ chậm chậm lắc đầu rồi lại gật đầu, giọng méo máu. Anh chết oan ức hả anh hai? Chờ lại gật đầu, giọng hỏi tiếp. Là do con ma té xe hại anh hả? Chờ lắc, giọng ngạc nhiên. Vậy sao anh quỳ mọp dưới đất vậy? Chờ bất lực nhìn giọng, thì đâu cô gái chết vì bị trong xe kia hiện ra trước mặt giọng. Cô nói, tiếng nói của cô xa xăm, như từ cõi nào giọng về mà giọng lại nghe rõ mồn một. Ở đây ai cũng nghĩ vì em mà anh hai bỏ mạng. Có mặt anh hai đây, em xác định với chị, cái chết của anh hai không có liên quan gì tới em. Chẳng qua là em có hiện ra cảnh báo anh hai mấy câu rồi em về. Và khi em ra cửa còn nghe anh hai ríu rít xin lỗi em nữa. Chẳng hiểu sao sáng lại nghe người đi chợ nói anh hai chết bộ dạng lạ lùng, thì em mới vào coi thử, phát hiện ra kẻ hung thủ không ai xa lạ. Em đã định giặt mặt liền nhưng anh không cho, chờ coi họ có hối hận với anh hay không. Nhưng chờ hoài đã hơn 4 tháng rồi, anh hai vẫn chưa thể siêu thoát hóa kiếp được. Đâu để như vậy hoài. Cho nên lần này dù anh hai có không chịu, em nhất định phải lôi đứa khốn nạn đó ra. Trước hết cho anh yên tâm mà đầu thai, hai là rửa oan cho em. Em tuy là ma nhưng em không phải ma hại người. Giọng trơn mát nhìn Hạnh, cô thật sự không tin con ma đang nói chuyện với mình. Cô gấp rút hỏi chờ. Chuyện là sao vậy anh? Chờ mím chặt đôi môi, đôi mắt ánh lên vẻ căm hờn mà giọng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Sau khi chạy theo hồn ma cô Hạnh để xin lỗi, anh quay vô nhà định ngủ thì gặp má ngồi trên giường. Má nói có người nhìn thấy anh và Linh ăn nằm với nhau tại đây. Họ có chụp hình quay phim lại để làm chứng đưa cho mọi người coi. Anh biết má đặt chuyện vì anh và Linh chưa từng có chuyện trai trên gái dưới. Mà cho dù là có đi nữa thì sợ ai chứ? Linh đã thôi chồng và anh độc thân.
Người nào làm chuyện ruồi bu chụp hình quay phim là hành vi xâm phạm đời tư sẽ bị đưa ra pháp luật trừng trị. Má muốn nhát ai vậy chứ? Và tại sao má phải làm vậy? Anh giận quá chịu không được mới lôi má ra ngoài đóng cửa lại không muốn nghe. Rồi thì im một lúc, anh uống chai nước luôn để trên bàn rồi đi nằm. Ngờ đâu chỉ chút xíu là ngủ mê. Bỗng nghe tiếng xô cửa, rồi thì hai người sọc vô thúc hai tay anh ra phía sau đè xuống trong tư thế quỳ mọp. Họ trói hai tay anh lại, nhét khăn vô miệng không cho anh kêu cứu. Họ cũng dùng khăn choàng kín mũi anh cho đến khi ngột thở. Trước khi chết, anh nghe tiếng má và con Lại, vợ của thằng Hy, nói là nó chết rồi. Họ mới mở tay anh ra, đặt anh trong tư thế đó. Thật ra, nếu họ không làm vậy thì anh cũng không còn sống được bao lâu nữa. Anh bị ung thư gan thời kỳ cuối rồi. Bác sĩ nói anh chỉ còn tối đa 3 tháng thôi. Vì vậy anh đã đưa tiền cho em, và cũng vì vậy mà anh không chống cự lại hai người đàn bà. Má mình thật kinh khủng, phải không giọng? Làm sao mà anh ngờ được chính má lại sát hại con ruột của mình? Đứa con đã vì gia đình này mà bán mạng, bán cả tuổi trẻ. Má ngăn cản anh tới dây lên cũng bằng thừa. Anh đâu thể liên lụy cô ấy khi mà mình mang bệnh nan y vậy chứ. Rồi thì làm sao mà má dám đứng ra lo đám cho anh chứ? Ngó má khóc tức tưởi kể lể, anh mắc ói quá. Anh nghĩ sao chúng ta lại có bà mẹ như vậy? Con Lại đã cho má lợi lộc gì mà má ra tay tàn nhẫn dã man với con mình kia chứ? Lẽ nào anh không phải là do má rứt ruột đẻ ra hay sao? Chờ nói tới đâu thì nước mắt giọng lã chả tới đó. Giọng thật không thể hình dung nổi má mình lại làm ra chuyện như vậy. Má đã bị quả báo rồi, bây giờ ngồi đâu cũng sám hối lỗi lầm của mình bằng nước mắt. Má bị bà Lại ngược đãi là đáng đời má. Mấy anh chị kia không biết lại cho rằng má vì thương nhớ anh hai mà sinh ra lẩm cẩm, là vì má đau lòng bởi cái chết của anh hai. Trời ơi, tội cho anh của cô, bị bệnh nan y mà chịu đựng một mình. Bên ngoài ai cũng cười chê anh là Phượng ham ăn ham nhậu. Có ai biết anh đã chôn giấu nỗi buồn của mình vào tim, đã hy sinh không dám để người yêu liên lụy. Trời ơi, vậy là hàng đêm khi cơn bệnh hoành hành, anh đã một mình cắn răng chịu đựng, rồi cũng ráng lê lết thân tàn ma dại đi làm kiếm tiền. Trời ơi, anh còn mẹ, còn một đàn em, tại sao anh lại cô đơn như vậy chứ? Còn con mẹ Lại này á, thù oán gì á mà mẹ hại chết anh của cô? Tại sao đầu óc mẹ lại nghĩ ra để ngụy tạo tư thế chết của anh như vậy? Tại sao má cô lại đồng lõa cho tội ác này? Bây giờ làm sao? Phải làm sao đây anh hai ơi? Như thấu hiểu nỗi lòng của cô em gái út, Hạnh tự tốn nói: Chị đang lo không biết sao để trừng trị bà Lại phải không? Chuyện này anh Hy không biết gì đâu, tất cả là do con mụ ấy bày ra cả. Nguyên nhân gì đâu mà mụ ấy làm vậy, cả anh hai cũng không biết. Anh ấy đã tự xét mình nhiều lần nhưng vẫn không truy ra, cho nên chuyện này phải nhờ đến chị. Giọng gấp rút: Chị làm được gì? Em phải làm gì hả anh hai? Làm gì để giải oan cho anh, em cũng sẵn sàng, ngay cả việc tố cáo má. Nhưng dẫu biên mụ Lại hại chết anh mà mình không có bằng chứng thì nói ai tin? Chờ chồng tới vuốt tóc giọng: Em bình tĩnh nghe Hạnh nói hết đi. Giọng quay sang Hạnh, cô nhíu mày, giọng nói sắc lạnh: Bây giờ chị tụ họp các anh chị em lại nhà má hết đi, chừng đầy đủ rồi chị lợi bàn thờ cha chị, đốt nhang khấn cha và anh hai về. Mọi chuyện còn lại để em và anh chờ lo. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, cả dâu cả rể, giọng thắp nhang cho cha mình khấn vái: Cha và anh hai linh thiêng về chứng kiến, hôm nay nhà mình họp mặt đầy đủ để giải oan cho vong hồn của cô Hạnh, là cô gái bị xe tông chết ngoài lộ. Sau khi anh hai mất thì ai cũng nói cái chết của anh là do Hạnh làm. Vậy thì oan cho em ấy quá. Vì sao anh hai chết và chết với tư thế kỳ lạ như vậy? Hôm nay anh em chúng ta vạch mặt hung thủ luôn. Bà hai hột hổn rầy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khóc khóc cười cười. Nghe những lời của giọng, vội vã đứng bật dậy, mặt xanh như tàu lá, rú lên: Không phải tôi, là con vợ thằng Hy, nó xúi tôi đó. Lại quát lớn: Má nói bậy gì vậy má?
giọng trừng mắt ngó lại. Chị im, để má nói, chị bịt miệng má được ha. Lại cũng không vừa, cô ta càng la lớn hơn. Má nói bậy cô cũng tin sao? Cô tin kể cô, nhưng không được tác động đến những anh chị khác. Giọng sớm tới. Bà la lên đi. Bà không la, tôi la giùm cho. Tôi la lên cho cả xóm bu lại để coi lòng dạ bà ác nhân tới mức nào. La đi. Bơ làng xóm ơi, lại đây coi con giọng nó dạch tội con lại kìa. Làng xóm ơi, lại đây đi. Tiếng la của giọng gian dội. Chỉ một chút sau đã có vài người bu lại. Mấy đứa em của chợ kinh hoàng, chưa biết cản em gái út của mình ra sao. Họ không hề biết nó đang có dự tính gì mà lại làm lớn chuyện như vậy. Đang lúc ồn ào, xấu mồn bỗng dạt đám em của chợ đứng ngồi sớ rớ ra đó. Chị lăn đùng xuống đất, toàn thân giật giật một hồi, rồi ngồi dậy tỉnh bơ. Chị chỉ thẳng mặt lại, giọng nói rõ ràng của anh hai chờ. Con khốn, mày làm gì với tao? Hôm nay trước mặt mấy đứa em tao, mày nhất định phải nói rõ ra, bằng không mày chết còn thê thảm hơn tao nữa. Giọng Mừng không thể tưởng tượng được. Cô biết anh đã nhập vào chị cô là em ruột của anh để vạch trần sự thật. Nhìn biểu cảm của các anh chị, giọng thay thỏa mãn quá. Chị Sáu có chồng cũng trong xã này, nhưng ở bên chồng có biết chuyện gì xảy ra trong nhà đâu. Nhất là giọng nói của chị bây giờ là giọng của anh hai, ai không tin cũng không được. Trong lung ba sung, tư rụng, năm mỏi bảy hy còn ngơ ngác thì lại đã kêu lên. Giả trần giả quỷ gì chứ? Mấy người có kế hoạch tống cổ tôi ra khỏi nhà này để chiếm đoạt phải không? Xin lỗi mấy người à, tôi là hợp pháp với anh Hy. Tôi về nhà này có tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng chứ không phải theo không. Cái nhà này tôi cất chứ không phải cha má mấy người để lại cho, nên đừng hòng kiếm chuyện đuổi tôi đi. Hai chợ chết, cả xóm làm chứng kiến. Tại thằng chả xúc phạm vong linh hồn ma nên bị trừng phạt, sao lại lôi tôi vô chuyện này chứ? Sáu mòn khịt mũi, chị nhún vai, thái độ y chang hai chợ lúc còn sống. Mày la lối một hồi, tao bẻ mày không còn cái răng nào. Thứ khốn kiếp, cha mày sanh ra hạng người lòng dạ rắn rít như vậy, chắc phải tổn thọ cả chục năm. Nhà cửa này, đất đai này, ai có phần nấy, có đứa nào xăm sâu dòm ngó hay không, mà mày lúc nào cũng bô bô cái miệng như vừa rồi chứ hả? Mày lấy lòng má tao để tịch thu phần lớn đất đai, bỏ tiền cất nhà thì cho rằng nhà của mày hả? Ê, con kia, mày đi sai nước cờ rồi. Trên giấy tờ, thằng Hy vẫn là chủ sở hữu ngang mày. Mày chỉ là thừa kế thôi. Nếu thằng Hy muốn, nó thay người thừa kế cái một. Đất đai nhà cửa có trước hôn nhân thì rõ ràng rồi. Mày có giống đách gì ở đây mà làm tàn hả? Bất quá trả cho mày số tiền tượng trưng cất nhà thôi, vì con mày vẫn phải ở lại đây mà. Sáu mồ ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Tao nói với mày như vậy, cho thằng Hy sáng mắt ra. Trong cái chuyện giết tao á, mày khôn khéo lắm. Không biết mày cho má tao ăn bộ mê thuốc lú gì mà bả nghe lời mày hại chết con trai như vậy. Má tao á, bị quả báo rồi. Từ khi thần trí bất minh đã nhận đủ sự gã lạnh của mày. Không ai thấy, nhưng tao thấy ngang mày. Mày đừng nghĩ rằng tao chết là hết. Hết để mày nhẫn nhơ, không lọt lưới pháp luật hay sao? Tư Rụng từ hồi tới đến giờ chưa nói năng gì. Anh nổi tiếng là cục súc nhất nhà. Rụng nói ít làm nhiều. Thổi còn nhỏ, học hành lười biếng, ham chơi hơn ham học. Nhưng khi lớn lên, yêu và đeo đuổi cô vợ hiện nay, dù má anh có ngăn cản, thì anh cũng nhất quyết cưới bằng được. Vì vậy, anh làm tất cả mọi chuyện để có tiền. Ai thuê mướn gì cũng làm, và Tư Rụng cưới vợ bằng tiền của mình. Sau đó anh ra riêng, má anh chỉ cho được cái nền nhà như hai chờ. Vợ chồng dành dụm cắt cẩm mua thêm đất. Bà hai hộp đối với con, đứa nào giàu thì ton tót cưng chiều nịnh bợ, đứa nào nghèo thì chà đạp, không kể gì tới nó đã cống hiến sức mình bao nhiêu năm vào cái gia đình này. Tư Rụng biết anh hai mình chịu hẹp hơn tất cả những đứa em. Đã bao lần anh khuyên chờ, nếu thương Linh thì khi chị thôi chồng cứ mạnh dạn bước tới. Má không chịu kể má, anh chị em sẽ ủng hộ anh. Các em của chờ ai cũng biết anh bị má đối xử tệ bạc, nhưng chờ không phản kháng thì cớ đâu mà họ lên án má mình. Bây giờ đứng trước sự kiện này thật ngoài sức tưởng tượng của Rụng. Anh hai chết không phải là do bị con ma ngoài lỗ nhét, mà là âm mưu của má và đứa em dâu út hay sao? Má tại sao lại làm chuyện như vậy chứ? Hèn chi má bị như vậy là đúng rồi.
rộng sấn tới trước mặt Hy, anh quát tháo. Mày nghe gì không Hy? Mày không muốn tìm hiểu sự thật sao? Con Sáu là người thế nào? Tự nhiên dựng chuyện lên giả ma giả quỷ à? Mày có nghe giọng nói của nó y chang anh hai không? Mày không lấy làm lạ à? Chuyện này là sao vậy má? Rộng níu lấy tay bà Hai Hột đang run bần bật, ngó chăm chăm Sáu Mòn. Bà cứ ngó Sáu rồi ngó qua lại mà không mở miệng ra được. Mòn nhếch môi nhìn lại bà. Má à, má nói đi, thằng chờ này có phải do má sanh ra hay không? Bà Hai gật đầu lia lịa, mấp máy môi. Má sanh mà. Má sanh thì là con ruột của má. Sao má không thương thằng chờ, thằng con ruột do chính má sinh ra vậy má? Nó luôn có hiếu với má mà. Nhà đông anh em, nó làm anh hai, có gì sai với mấy đứa em mình không má? Nhà mình nghèo, không được ai coi trọng. Hồi nhỏ không đủ gạo nấu cho má và mấy em ăn. Nó đi ăn cắp gà của người ta về cho má bán mua gạo. Có lần bị bắt được, má vì sợ người ta cười mình nên đổ hết tội cho nó. Nó có oán trách má không? Bữa nọ nó ra ruộng, lén bắt con vịt về cho má khô gừng. Nó đi ra đồng làm tiếp. Má cho mấy em ăn hết, không chừa nó cục nào. Nó buồn trong bụng, nhưng có trách má chưa? Tết tới, má sắm đồ cho mấy đứa con, trừ thằng chờ này ra. Nó là con ghẻ của má sao? Là con của tình nhân cha sao mà má đối xử với nó tệ bạc như vậy chứ? Khi nó yêu, má sợ có vợ rồi, nó sẽ không lo cho gia đình nữa. Vì vậy, má đi cảnh cáo người yêu của nó. Rồi cô ấy có chồng, thỉnh thoảng về, hàng xóm gặp chào hỏi nhau. Má lại làm rùm beng cho trái tay nhà chồng của cổ, để cuộc sống của cổ rơi vào tình trạng bi đát. Rồi cổ thôi chồng, thằng chờ muốn tái hợp với cổ thì má lại đặt điều nói xấu người ta. Má ơi, thằng chờ nói cho má biết, lúc đó thằng chờ hết thương má rồi, không còn sợ hay nghe lời má nữa đâu. Nhưng vì sao mà nó không lấy cô Linh? Là vì nó có lý do riêng của nó, không phải nó sợ má. Lúc đó cho dù có 10 má cũng không ngăn cản nó được đâu. Rồi nó lặng lẽ yên phận, không phiền hà chi đến bất kỳ ai trong nhà. Có ảnh hưởng gì đến má không? Vậy sao má lại a tòng với con Lại giết nó vậy má? Trời ơi, giết người đã khủng khiếp rồi mà má lại đi giết con ruột của mình. Nói ra có ai tin nổi không? Tại sao vậy hả má? Hả má? Sáu Mòn gầm lên, bà Hai Hột căm họng, chỉ biên ôm gốc cột mà khóc mùi mẫn. Bà con lối xóm bu lại đông nghẹt trước cửa, cũng không ai trong gia đình xua đuổi. Người ta bắt đầu xì xào. Hy trợn mắt nhìn lại, cô ả đỏ mặt, la ó ầm ĩ. Má con mấy người á muốn nói gì thì nói, chứ không được lôi tôi vô. Tôi với anh hai thì có oán gì mà phải hại chết ảnh chứ. Nói tầm bậy tầm bạ, tôi thương mấy người tội du khống đó biết chưa? Sáu Mòn gầm lên. Mày đi thưa đi, đi liền. Thằng Năm Mỏi điện thoại cho công an lại, ăn kết vụ này liền đi Năm. Sẵn có mặt chính quyền, tao kể tội nó ra luôn. Mỏi móc túi lấy điện thoại, lại chồm lấy giật từ trong tay anh. Bỗng đau ngoài sân, cô ba cao khoảng 60 tuổi ngã ầm xuống đất, ngáp mấy cái rồi lồng cồm ngồi dậy thật nhanh. Cô bước tới xỉ vào trán Lại. Mày quá đáng lắm, anh hai mới chết nên chỉ làm được có bao nhiêu đó thôi. Còn tao thì khác à nghen, tao là con ma bị xe tông đây. Mày giết anh hai rồi ngụy tạo bằng chứng cho người ngoài nhìn vô, nghĩ là ảnh chết do tao nhét. Tao xui rủi bỏ mạng ngoài đường đã là bất hạnh rồi. Tao không muốn bất hạnh của mình kéo theo bất hạnh cho người khác. Tao hỏi mày, tại sao mày tàn nhẫn với anh chồng mình như vậy? Lại ngửa cổ ha hả cười. Trời đất ơi, hôm nay cái xóm này á mắc chứng ôn gì vậy? Ráp nhau thành ma hết hay sao? Ông Hai Nếp lớn tuổi nhất xóm đến nãy giờ được vợ của Mỗi nhắc ghế ngồi ngoài cửa, quá xúc động mới cất lời. Bày có biện hộ cách gì cũng nghe không lọt lỗ tai. Thứ nhất, con Mọn làm sao mà giọng nói nó y chang thằng chờ được. Thứ hai, cô ba cao là người ra sao bày biết rõ mà. Cổ đâu phải là đứa ăn đàn sống nối đàn gió. Bày nghĩ rằng ai mua chuột cổ để đóng giả thành ma nhát bay sao? Âu trĩ quá! Không biết quý vị tin không, chứ tôi tin đó.
Nội ngó thấy bà hai hộp sợ quýu lưỡi như vậy là tôi đủ hiểu rồi. Mày khôn hồn thì tự thú đi, chứ kim trong bọc có ngày cũng lòi. Sự thật nào á, rốt cuộc cũng phải bị bóc trần mà thôi. Lại biểu môi, quay sang tấn công bác hai. Ông ấy thì biết khỉ khu gì mà xen vô. Bác hai giận tím mặt, đứng bật dậy, định ăn thua đủ với lại. Thì bỗng đau, năm chiến lù lù tới cản lại. Anh ấn dây bác ngồi trở xuống, rồi khinh khỉnh nhìn lại. Bác hai không biết, nhưng tao biết, đủ chưa? Lại bức bối. Đâu ra cha nội này nữa vậy? Chiến nạt. Không nói nhiều mày. Mày trả lời cho cô Hạnh trong xác của dì ba và hai chợ trong xác của sáu mòn nghe. Mày và thằng Linh là quan hệ gì? Lại tái mặt dây lát, rồi giả nai. Thằng Linh nào? Còn hỏi cơ cấu. Thằng Linh con ông bà dần trên xã Thành Thới. Mày cũng người ở đó mà. Mày quá rành thằng Linh rồi còn gì? Tôi không biết anh nói ai. Mày không biết hay không nhớ? Không nhớ thì tao nhắc cho mày nhớ. Thằng Lịch cặp bồ với con Lạc, em gái mày. Nó chôn tiền dành dụm của Hạnh để cưới em mày. Chừng bại lộ bị cô Hạnh tìm tới nhà, nên mày xúi nó dắt con Lạc đi trốn. Nhưng khi nghe cô Hạnh nói sẽ làm đơn thưa thì đám tụi bay trốn, nên tạo ra cảnh đụng xe để giết người bịt miệng. Trời ơi, có vài chục triệu mà bọn mày dám giết một mạng người. Rồi khi biết anh chờ lên tới đó để điều tra, thì mày lại xúi bà nội hai hộp này bỏ thuốc mê vô nước cho hai chợ uống để ảnh không có sức kháng cự. Rồi mày với bả ra tay sát hại ảnh. Mày chủ mưu, bả đồng lõa. Tội bả đã bị quả báo, còn mày thì chuẩn bị đi. Trong vụ án này, bọn bay đã giết hại hai người. Luật pháp không tha bay đâu. Lại sợ lắm rồi, nhưng vẫn ngoan cố. Cha nội nói nhảm với gì vậy? Nhảm à? Thằng Lịch và con Lạc đã khai hết rồi. Chuẩn bị vào khám đi. Rồi anh quay sang cô ba và sáu mòn, cười. Thôi, giờ anh hai với cô Hạnh ra đi. Để ở trỏng lâu á, tội cho cô ba và cô sáu. Nhưng cô ba chưa yên tâm, cô hỏi lại anh. Vậy là tìm được thằng khốn đó rồi hả anh Năm? Phải, chuyện cô nhờ tôi á, đâu làm ngơ được. May mắn tôi có thằng em nói giúp, cho nên thằng Lịch bị triệu tập liền. Tôi chỉ nói mấy câu mà nó hoảng quá khai ra tuồn tuột. Chính vì vậy á, tôi mới biết thủ phạm giết hai chợ. Trong vụ này, đáng nói nhất là bà Hai Hộp. Là mẹ mà như bà ta, thật không thể tưởng tượng ra nổi, trên đời lại có hạng người mẹ này. Tức thì, hai người đó rùng mình mấy cái, ngã lăn ra đất một chút, rồi lồng cồn ngồi dậy, ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Theo sau Chiến là ba công an viên, họ đọc lệnh bác rồi còng tay lại và bà Hai Hộp dẫn đi. Bác Hai Nếp xin công an cho phép mình nói với lại vài lời. Bác nói, có câu, thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Con người chỉ sống được có một lần, mình lấy quyền gì mà tước đi mạng sống của họ chứ? Trong giới hạn trăm năm, không phải ai cũng được về tới đích. Cho nên, sống ngày nào phải trân trọng ngày đó. Mình trân trọng mạng sống của mình, vậy mạng của người ta không đáng trân trọng sao? Hãy tự bằng lòng với những gì mình có. Biến những tiêu cực thành tích cực để có mục đích cao đẹp mà hướng tới. Bay đã làm chuyện xấu mà tới giờ chót còn chưa tỉnh ngộ. Tội của bay đến đây đủ để chấm dứt ngày tháng làm người tự do tự tại của mình rồi. Lại gầm mặt xuống, không biết cô ta có nghe lọt tai không. Hy não nề nhìn theo vợ. Anh bắt gặp ánh mắt thất thần của má mình quay sang cầu cứu các con. Kẻ có tội sẽ bị pháp luật trừng phạt. Còn lại, những người có mặt chứng kiến sự việc đều lắc đầu kinh hoàng cho sự thật trần trụi được phanh phui. Những đứa em của hai chợ bấy giờ mới thực sự khóc thương anh hai của mình. Người đã hy sinh cho đám em cả cuộc đời lại luôn nhận sự ghẻ lạnh của chính mẹ ruột. Và kết thúc cuộc đời cũng do chính mẹ ruột mà ra. Giọng và Chiến qua nhà chờ, hai người thắp cho Hạnh và chờ mỗi người ba cây nhang. Chờ nói với giọng, sổ đỏ anh chôn dưới gầm giường, trong đó có di chúc cho miếng đất cất nhà này cho em. Anh làm di chúc này khi biết mình mang bệnh. Em làm thủ tục sang tên đi. Bây giờ anh không còn vướng bận gì nữa,
sau chuyện này chắc Linh cũng hiểu cho anh. Anh không thấy chị ấy đứng khóc bên ngoài sao? Thấy, nhưng anh làm gì được nữa chứ? Em hãy an ủi cổ giùm anh. Ừ, em sẽ làm. Chiến nhìn Hạnh. Hạnh cũng siêu thoát đi em. Thằng khốn đó sẽ một xương trong tù. Còn anh hứa sẽ đem tro cốt em về Sa Đéc cho cha má em chôn cất. Anh sẽ hỗ trợ tiền làm mồ mả cho em. Hạnh miếu môi, méo máu. Em cảm ơn anh Nam à. May mắn là em được quen biết với các anh đây. Nói sao thì nói, nhưng anh hai chết cũng là vì em. Hai chợ khoát tay. Em đừng nghĩ nhiều, có khi như vậy cũng tốt. Chứ rồi thì anh cũng sẽ chết vì bệnh. Chết như vậy nhẹ nhàng, chứ để đau đến chết còn kinh khủng hơn nữa em à. Giọng nắm tay chờ. Em sẽ nhớ anh hoài hoài anh hai à. Kiếp sau em vẫn mong mỏi được làm người chung nhà với anh. Chờ ôm cổ em gái, chớp mắt cảm động. Anh và Hạnh cúi đầu chào hai người, rồi từ từ mờ nhạt trong bóng hoàng hôn. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.